để mà chúng ta kết nối vào SQL để chúng ta lấy dữ liệu. Như vậy tại đây chúng ta sẽ sử dụng cái CBA là một nè. Chúng ta sử dụng ở đây để kết nối vào cơ sở dữ liệu. Trước đây thì chúng ta sẽ sử dụng JDBC để kết nối. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối nó đơn giản hơn tí xíu. Đơn giản hơn. Chúng ta sẽ sử dụng cái JBA. Nó cũng gần gần giống như là JDBC, nhưng nó sẽ hỗ trợ cho mình những cái thư viện mình kết nối vào cái data của chúng ta nhanh hơn và thực hiện các cái việc xử lý dữ liệu thêm xóa sửa nhanh hơn nếu như mà chúng ta dùng JDBC. Và để thực hiện được thì chúng ta sẽ sử dụng qua một cái file cấu hình XML. Nếu như các bạn học kiểm thử cơ bản thì đến bài 5 cũng xây dựng kịch bản kiểm thử bằng XML. Và ở đây chúng ta cũng sử dụng xây dựng cái kịch bản để mà nó biên dịch thì chúng ta cũng sử dụng XML. Vậy trong này nó kết nối với SQL thì nó sử dụng một số cái lớp. Resultant, rồi cái ở đây là cái NT của chúng ta. Thì ở trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái project mới. Project này chúng ta sẽ sử dụng Maven. Và các bạn sẽ tạo ở bên trong cái Java bên trong này. Các bạn tạo ra cho thầy một cái thư mục meta INF. Và trong này thì chúng ta tạo ra một cái file XML. File này nó sẽ có cái dạng XML, cho nên nó có cái dạng cấu trúc và mình có thể chọn ở phía bên dưới là cái sọc của nó để mình coi nó cấu trúc như thế nào. Thì thầy sẽ chuyển cho các bạn cái file này. Chúng ta sẽ cấu hình lại ở đây. Version, rồi kết nối và chúng ta đưa vào cái tham số là driver, SQL Server driver, và cái cơ sở dữ liệu mình muốn kết nối là gì, tên cơ sở dữ liệu mình muốn kết nối, user, password mà mình kết nối vào database. Như vậy những thông số này mình sẽ cấu hình ở trong file. Được chưa? Trong file SQL của cái XML. Đó là việc đầu tiên chúng ta cần phải làm. Trong file POM của dự án Maven thì các bạn sẽ thêm vô những cái dependency. Ví dụ như là Hibernate. Ví dụ như là SQL JDBC. Rồi CAP. Rồi PinGuilty. Những cái thư viện ví dụ như là PinGuilty hôm trước mình để làm gì ta? Mình chuyển dữ liệu từ form xuống model nhanh. Được không? Nhớ cái hồi mà mình get parameter map mình đẩy nguyên cái form xuống luôn. Đó, như vậy mình dùng một số cái PinGuilty. GSDL. Đó. Rồi cái persistent, những cái cần thiết cho cái dự án của mình. Như vậy thì sẽ chuyển cho các bạn hai file, một là cái persistent và một cái file bom, để các bạn dựa trên này các bạn sẽ cấu hình cho nó hợp lý. Chúng ta sẽ lấy đường dẫn. Đường dẫn đây một file, một file thứ hai
là Facepalm của chúng ta. Các bạn lấy nội dung nhé. Rồi cái persistent thì chúng ta sẽ gắn ở đâu? Các bạn chú ý là chúng ta trong cái dự án đây, dự án của mình nè, rồi đến thư mục là Java Resource nè, đến thư mục này mình sẽ tạo một cái thư mục con ở bên trong meta inf và chúng ta tạo cái file ở đây. Các bạn có cấu trúc của cái file XML, các bạn sẽ dán vô cái thư mục đó và sửa lại những thông số này theo thông số của mình. Thứ nhất là database của các bạn muốn kết nối là gì, tài khoản mà kết nối vô SQL Server là gì, password là gì. Như vậy trong SQL của thầy, thầy có chuẩn bị một cái poly OL lab 5. Trong này thầy có một table là user, vì thầy user thôi. Đó là việc đầu tiên chúng ta chuẩn bị. Chúng ta chạy Maven lên thì nó sẽ cập nhật những cái thư viện cần thiết. Và cái file này là file cấu hình để khi mà chúng ta đọc ra thì nó sẽ biên dịch ra cho chúng ta. Và cái file đầu tiên mà chúng ta sử dụng thì ở trong cái database nè, các bạn hết sức chú ý chỗ này giúp thầy về cấu trúc. Cấu trúc của bảng. Cấu trúc của bảng chỗ này thầy có là ID, password, full name, mail, admin, kiểu dữ liệu ở đây. Như vậy thì mình sẽ tạo ra một cái lớp mà nó có các cái attribute, tức là các thuộc tính tương ứng với 1, 2, 3, 4, 5 trường. Tạo ra một cái class tương ứng với đúng 5 trường. Ứng với mỗi table thì các bạn sẽ tạo ra một cái class tương ứng. Như vậy ở đây thầy sẽ tạo ra một cái class là user. Chúng ta sẽ có class user và các bạn sẽ chọn cái variable này để làm gì ta? Liên quan đến việc gì? Đọc và ghi. Nhớ Java 3 không? Java 2 luôn á, đọc ghi file. Thì chúng ta cũng có sử dụng đến cái implement này. Nhớ không? Rồi. Và ở trong này các bạn báo thứ nhất là bạn thấy đây ID. ID này tức là trùng với cái field ở trong table của SQL. À cái cột đó là field đó. Được chưa? Tức là cái trường á, trong data thì người ta gọi đó là trường hay còn là field. Trong cơ sở dữ liệu entity thì người ta gọi đó là attribute, là thuộc tính. Trong class thì cũng gọi là thuộc tính, thì nó cũng là anh em với nhau hết, nó cũng là nó, nhưng mà cái tên gọi nó khác nhau. Như đây, đây là cái trường này nè, cái ID này nè. Thấy ID không? Là ID này nha. ID. Còn cái private string ID, tức cái này là thuộc tính của cái class user. Nó đi chung bộ nhé.
nó đi chung bộ thì nó sẽ hiểu rằng ở đây có cái thuộc tính kiểu chuỗi là ID, bạn đổi tên khác cũng được nhưng mà không nên. Nó sẽ được chỉ dẫn đến annotation nè, đến cái cột là ID trong SQL, và cái này dùng làm khóa. Cái này dùng làm khóa. Tiếp tục, ví dụ admin, admin, email, email, full name, full name. Admin này ở bên trong kia kiểu gì? Bên trong này kiểu gì? Kiểu gì đây? Kiểu bit. Trong data thì nó là kiểu bit. Bit tức là 1 0. Ok, 1 bit thì chỉ có giá trị 1 hoặc 0, thì nó sẽ tương ứng với bên ngoài này là colon. Được không? Tiếp tục, email, full name, password. Như vậy đây là mình mới chỉ khai báo các attribute của cái class này thôi. Ví dụ như là sinh viên, mã số sinh viên, tên sinh viên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại. Được không? Như vậy đây chỉ mới là attribute. Nhưng cái attribute này nó lạ lắm. Nó thêm gì? Nó thêm annotation, để nó chỉ dẫn kết nối đến SQL. Kịp chỗ này không? Như vậy, khi mà bạn làm đến dự án thì bạn có cái lớp là favorite chẳng hạn. Favorite ở bên trong nó có tuple favorite, thì chúng ta cũng tương tự tạo một cái class favorite ở bên ngoài và chúng ta chỉ các cái annotation vô. Tiếp tục phía dưới, user, cái này là gì? Constructor, get, set, bình thường đúng không? Override, to string, bình thường, không có gì hết. Bây giờ mình viết đến một lớp tiếp theo. Một lớp tiếp theo chúng ta sẽ có kết nối. Ví dụ thầy demo phần này, thầy demo phần này thầy sẽ có một cái lớp. Đây, lớp này để tạo kết nối với database nè. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái entity manage factory và một cái entity manage thôi. Hai cái lớp này khác nhau các bạn. Nó có thêm factory và không có. Như vậy chỗ này dùng để kết nối database của chúng ta. Và trong này chúng ta sẽ viết một cái lớp là GBA GT. Nếu như cái khởi tạo mà bằng null, tức là chưa được khởi tạo, và bắt đầu mở kết nối. Vậy mở kết nối này ở đâu mà mới nó mở được vậy? Làm sao nó mở được? Nó dựa trên cái file này. Nó dựa trên cái thông số này. Dựa trên cái thông số của cái file persistent XML này. Thứ nhất là kết nối database nào, user nào, password nào. Đó. Rồi, Hibernate format SQL, Hibernate show SQL. Như vậy cấu trúc cái file này thầy đã chuyển cho các bạn. Và trong quá trình kết nối thì nó lấy dữ liệu từ đây. Persistent. Đây, được chưa? Persistent. Và chỗ này nó sẽ tạo một cái kết nối đến cơ sở dữ liệu của chúng ta. Và nó trả về cái kết nối đó. Bây giờ mình demo nhé. Chỗ này thầy muốn show dữ liệu. Thầy đang gọi cái hàm main nè. Hàm main của lớp này thầy gọi một cái phương thức là show all. Show all của thầy, thầy sẽ sử dụng tạo một cái kết nối. Cái lớp này mình viết bên này rồi, hồi nãy. Tạo một cái kết nối. Thành công
thì mình sẽ sử dụng cái kết nối đó create một cái query, và cái query đó của thầy là select u. U này là cái gì? U này ở đâu ra? À, u from user u đây, nó này. Cấu trúc nó hơi khác tí xíu. Bình thường thì mình sẽ là gì? Select sao from user hết. Đúng không? Còn ở đây chúng ta là select user from user, mà nó không đưa trực tiếp user mà nó đưa thông qua đại diện tên là gì. Nó dùng cái class này để nó lấy dữ liệu từ dữ liệu SQL, nó sẽ được đẩy lên đây nè. Và ký tự đại diện là U. Chỗ này là U, là lấy tất cả các bạn. Còn nếu như bạn muốn lấy là user password thôi thì chỗ này là bạn chấm user. User này ở đâu ra vậy? Cái chữ user này ở đâu ra? Chấm gì? Chấm ID chứ. Mình coi bên này nó là chấm gì? Chấm gì? Chấm ID và chấm full name và chấm password. Giả sử mình lấy hai cái trường này thôi. Giả sử mình lấy hai cái trường này thì mình sẽ là chấm full name và chấm password. Chỗ này chúng ta sẽ chấm full name test demo. Demo chỗ này. Full name. Còn không thì bạn lấy nguyên cái dữ liệu thì nó là chữ U, tất cả dữ liệu. Và cái danh sách user của chúng ta sẽ thực thi cái câu lệnh này. Ở đây là chúng ta không có điều kiện gì hết, mà chúng ta sẽ lấy tất cả các user có trong cái bảng bảng user. Thực ra cái bảng user này nè, nó không phải là cái database trong này nha các bạn. Nhìn thì thấy tên giống nhau, nhìn thấy tên giống nhau, nhưng mà thực chất là cái nào? Là cái thằng này nè. Thằng này nó liên kết. Liên kết đây. Liên kết. Đây, liên kết. Thì user. Đó, nó lòng vòng tí xíu ha. Cái table ở bên trong là có chữ S nè. Cố tình để cho nó khác các bạn. Thấy có chữ S không? User có S nè. Table bên trong SQL á là cố tình tạo một cái bảng mà user có S. Còn cái bảng, cái class ở bên ngoài thì sao? Class ở bên ngoài là user thôi. Không có S. Để các bạn phân biệt hai cái này độc lập nhau. Và nó liên kết với nhau là gì? Table name user. Tức là cái class này sẽ là GBA để kết nối dữ liệu với user, là cái bảng ở bên trong. Cái chữ user có S này là cái bảng bên trong nè. Cái class mà không S này là cái class ở. Hai cái nó map lại với nhau. Map cái gì? ID bên trong với ID bên ngoài. Admin bên trong, admin bên ngoài. Email bên trong, email bên ngoài. Cố tình viết hoa viết thường, viết hoa viết thường nè. Ha, cố tình viết hoa viết thường để cho nó khác nè. Password, password. Như vậy thì ở đây, nếu trong trường hợp mà thầy chỉ lấy chữ U luôn, không có full name, không có gì hết, chạy, thì nó sẽ lấy cái danh sách đó ra đây. Cái danh sách user này từ đâu ra? Danh sách user thầy tạo ở trên nè, nó là một cái list tất cả các user. User này là một thực thể. Còn nguyên cái bảng này là gì?
User có S này gọi là gì? Môn cơ sở dữ liệu. Nhiều thực thể gọi là, một sinh viên là một thực thể, cả lớp của mình gọi là tập thực thể. Được chưa? Đó, tập thực thể. Như vậy chỗ này tại sao mà cái user này có S? Bởi vì nó là tập thực thể. Còn cái user bên ngoài mà mình đọc ra, cái user này nó chỉ chứa một một user thôi, thì nó là thực thể, cho nên nó không có S. Còn mình muốn đặt là bé Hồng, bé Hoa, bé Cúc, bé Đào gì cũng được hết, nó không liên quan gì đến bên trong hết. Cái quan trọng là nó map cái gì. Ví dụ như chỗ này user, nó map đến cái bảng nào bên trong. Chứ còn cái tên class này không liên quan gì các bạn nhé. Nhưng mà mình đặt để cho mình dễ nhớ, dễ hiểu. Bạn đặt tên khác cũng được, nhưng mà tên khác phải cố gắng nhớ để tí nữa gọi. Kịp không? Hai cái này hơi lằng nhằng nha. Một cái là tập thực thể là nằm trong database, một cái là thực thể nằm ở bên ngoài. Và khi mà nó xong cái lệnh, nó thực thi xong cái lệnh này nè, thực thi xong cái lệnh này ở đâu rồi, đây, thực thi xong cái lệnh là query get result, thì nó sẽ đẩy ra một cái list tất cả các user mà nó đọc được. Còn cái chuyện là mình for user u hai chấm danh sách user và u chấm to string, được không? Được đúng không? Chạy coi nào, mình chạy mới có một cái phương thức đó thôi. Và chỗ này run, các bạn chú ý giùm thầy nha, nếu mà các bạn run on server thì phải có gì? Serverless GSP thì nó mới chạy trên web. Còn chúng ta đang chạy ở đây là console, cho nên các bạn run application. Này, và danh sách user ở bên trong có bao nhiêu, nó in hết ra đây. Danh sách user. Admin ID là admin, admin là Bình Lợi, Đại Phát, Đại Lợi, Đức Duy, rồi Duy Plus, Hoàng Kim, Hồng Đào. Có bao nhiêu nó in hết ra. Và trong đó có 1 là ID, 2 là admin, 3 là email, 4 là full name, 5 là password. Phải có 5 trường không? Phải không? Bây giờ mình sẽ in full name và password thôi. Được không? Mình chỉ lấy full name và password thôi. Như vậy chỗ này u chấm full name phải u chấm password. Rồi chạy lại thử xem. User, coi chừng nó bị lỗi. Tại vì cái user này của mình nó phải chứa. Vậy thì coi thì nó có đẩy vô được không nhé. Lỗi. Như vậy chỗ này bạn sẽ đổi lại. Ví dụ như mình sẽ đổi lại tí xíu, mình lấy full name thôi đi. Thì cái chỗ này mình tạm thời mình lấy một cái list của chúng ta, string danh sách full name bằng query result list user. Nó không có query ra được. Ra bên ngoài thì mình muốn lấy gì lấy. Tại vì ở đây nó trả về cái gì? Nhìn nó trả này, nó trả về danh sách một user mà mình hứng cái danh sách là
Cho nên chỗ này nếu như các bạn muốn lấy từng phần ra thì chúng ta ra ngoài chúng ta lấy, còn ở bên trong thì chúng ta không có lấy từng phần. Đó. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ lấy nguyên cái danh sách. Rồi. Và chúng ta dùng cái lớp ánh xạ. Cái lớp ánh xạ là user. Và chúng ta lấy ra. Rồi, chúng ta đã lấy được user. Được không? Đó là cái phần cơ bản đầu tiên mà chúng ta kết nối với lại database và truy vấn dữ liệu. Đó là phần đầu tiên. Thì phần này để mà các bạn hiểu rõ giữa cái CBA kết nối với data thì nó sẽ có một chút chỗ này thôi. Thứ nhất là tạo cái kết nối. Tạo kết nối thì dùng factory is open. Vậy dữ liệu đâu ra mà nó nối? Thì ở đây persistent nó sẽ lấy dữ liệu từ đây. Đó, lấy dữ liệu từ persistent này. Nó đọc thông số lên. Đọc thông số lên và bên này nó sẽ kết nối vào. Kết nối xong thì nó trả về cho mình cái kết nối mà nó tạo tạo được. Thì sau khi mình có kết nối xong, sau khi có kết nối xong thì mình đưa câu lệnh SQL vô. Ở đây mình muốn select cái gì? Ví dụ như chỗ này bạn muốn where điều kiện user là gì đó thì bạn thêm điều kiện vô đây. Và nó trả ra cái danh sách user mà nó collect được. Ha, đó là cái đầu tiên và thầy cho các bạn cái phần kết nối này luôn. Phần CBA để mà kết nối. Như vậy chúng ta có những cái cần thiết để tạo ra một cái kết nối rồi đó. Rồi cái demo của các bạn, ví dụ như là show all. Tại sao mà mình để là static các bạn? Tại sao? Tại sao cái phương thức này phải để static? Tại vì mình gọi trong cái hàm main mà hàm main nó là static. Mà mình không để là nó không cho gọi. Như vậy mình đã hiển thị được tất cả các user.